Video thanh sắt trên trời rơi xuống trúng đầu người đi đường. Diễn biến mới vụ án mạng từ việc chó phóng uế qua camera an ninh. Tài xế tông bảo vệ khu đô thị tử vong, tôi uống rượu nhưng không say. Nam bảo vệ bệnh viện vừa bế vừa chạy kịp thời đưa một người bất tỉnh vào cấp cứu. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Video thanh sắt trên trời rơi xuống trúng đầu người đi đường. Thưa quý vị, nếu như vào một ngày đẹp trời quý vị đang đi trên đường thì bỗng nhiên bắt gặp cảnh tượng một thanh sắt từ trên trời rơi xuống thì quý vị sẽ có phản ứng như thế nào? Nghe thì tưởng chừng vô lý nhưng lại là câu chuyện có thật tại Đắk Lắk. Và không chỉ đơn giản là chứng kiến thanh sắt rơi mà người đi đường còn bị thứ này làm cho bị thương phải nhập viện cấp cứu. Chiều 8 tháng 4, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã kiểm tra công trình đang thi công trên đường Nguyễn Văn Cử xảy ra vụ việc thanh sắt rơi trúng người đi đường. Theo đó, công trình này do công ty cổ phần Nam Dược có trụ sở tại Hà Nội làm chủ đầu tư, có quy mô 4 tầng, diện tích gần 900m², có đầy đủ giấy tờ xây dựng và đã xây xong phần thô. Tại thời điểm kiểm tra vào sáng cùng ngày, công trình đã thực hiện căng lưới che chắn từ tầng 2 đến tầng 4. Cũng theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập, để thanh sắt rơi từ trên cao xuống trúng đầu một người phụ nữ và làm thủng nắp capo của một chiếc ô tô, đơn vị này đã có hành vi vi phạm tổ chức thi công xây dựng công trình nhưng không che chắn. Do đó, phường đã lập biên bản xử phạt hành chính và sẽ xử phạt với mức 4 triệu đồng. Lãnh đạo phường Tân Lập thông tin, đơn vị thi công đã bồi thường cho người phụ nữ đi xe máy bị thanh sắt rơi trúng 12 triệu đồng, đồng thời đưa trước 30 triệu đồng cho chủ xe ô tô đi sửa chữa phần bị hỏng, số tiền sửa xe sẽ tính toán lại sau. Trước đó vào ngày 7 tháng 4, trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một thanh sắt lớn trên trời rơi xuống. Thanh sắt đã lao thẳng xuống trúng đầu người phụ nữ đi xe máy, khiến người này té ngã và bị thương. Chưa dừng lại, thanh sắt còn đâm vào một chiếc xe con gây hư hỏng. Đoạn clip ghi lại được cảnh thanh sắt từ trên cao rơi xuống nên nhiều ý kiến bình luận thắc mắc. Có người đặt câu hỏi, xem clip mà không hiểu thanh sắt từ đâu ra như trên trời rơi xuống ấy. Cũng có không ít người cho rằng chắc chắn thanh sắt này rơi từ một công trình nào đó xuống và bày tỏ sự phẫn nộ về hành vi cẩu thả trong việc xây dựng dẫn đến sự việc đáng tiếc. Diễn biến mới vụ án mạng từ việc chó phóng uế qua camera an ninh. Liên quan đến vụ ba người thương vong do nhắc hàng xóm chuyện chó phóng uế bừa bãi xảy ra mới đây tại quận Tân Bình, theo hình ảnh trích xuất được từ camera tại nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm, trước khi xảy ra sự việc, đối tượng gây án đã đập cửa nhà nạn nhân yêu cầu ra nói chuyện. Đây là vụ án mạng khiến ba người thương vong mà nguyên nhân xuất phát từ việc mâu thuẫn vụn vặt như để chó chạy lung tung, phóng uế và nhậu nhẹt, hát karaoke gây ồn ào. Theo hình ảnh camera an ninh từ hiện trường, vào khoảng 23 giờ 18 phút ngày 3 tháng 4, đối tượng VCA, khoảng 34 tuổi, đi đâu đó về và to tiếng đập cửa hai vợ chồng hàng xóm là ông NXH, khoảng 38 tuổi, và vợ là bà NTMT, khoảng 40 tuổi, ở Bến Tre. Người này nói và đập cửa trong trạng thái như đã say xỉn. Hai vợ chồng mở cửa ra nói chuyện coi, tao nè, kế bên nhà nè. Khi hai vợ chồng ông H bà T mở cửa ra, thì ông A nói rằng, mày kiếm tao hả? Hai vợ chồng anh nói, anh xỉn rồi, nghỉ đi, bữa giờ không có gì hết trơn nha, nhà tôi không động chạm gì bên anh hết nha. Hở ra kiếm chuyện với nhà người ta là sao, tôi đang báo công an xuống đó. Lúc đó, A đi về, một người phụ nữ được cho là chủ nhà cho hai vợ chồng ông H bà T thuê cũng đi ra. Lúc này, A từ cơ sở nha khoa kế đó đi ra, trên tay cầm hung khí tấn công ba người đang có mặt. Bà T nói, anh làm gì vậy? Và lao vào can thì bị đối tượng tấn công gục tại chỗ. Riêng ông H bị tấn công và bỏ chạy, thì A truy đuổi. Nhiều người sau đó hô hoán kêu cứu. Công an phường An Lạc A, công an quận Tân Bình sau đó có mặt, phối hợp cùng người dân đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Người phụ nữ chủ nhà và ông H may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng. Ông A cũng được đưa về trụ sở để lấy lời khai làm rõ. Nam thanh niên đã thừa nhận hành vi. Người đàn ông là chủ nhà cho nạn nhân thuê cho hay nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn từ trước. Người này cho biết hai bên đã có mâu thuẫn, nói qua lại. Lúc xảy ra vụ việc, vợ tôi có ra can ngăn, cũng bị anh ta tấn công trượt, chỉ bị té, xây xước. Cũng theo người này, hai vợ chồng nạn nhân mới thuê nhà được vài tháng làm giặt là, người tấn công ở tiệm nha khoa kế bên. Một hàng xóm cho biết hai bên đã có những mâu thuẫn từ trước về những vấn đề như hát karaoke kẹo kéo, nhậu gây ồn ào, để chó chạy lung tung phóng uế và đỉnh điểm mâu thuẫn là vụ án mạng. Tài xế tông bảo vệ khu đô thị tử vong, tôi uống rượu nhưng không say. Thưa quý vị, trưa 8 tháng 4, phiên xét xử bị cáo Trịnh Bá Trọng, 40 tuổi, quê Phú Thọ đã được diễn ra.
Trọng chính là tài xế taxi tông tử vong nam bảo vệ khu đô thị Vinhomes ở huyện Gia Lâm xảy ra vào hơn một năm trước. Theo hồ sơ, trưa 28 tháng 3 năm 2023, Trọng lái xe taxi nhãn hiệu Kia biển kiểm soát 29E012XX đến gara ô tô ở thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Để xe lại cho nhân viên rửa, bị cáo đi bộ vào phòng trọ của bạn gần đó ăn cơm, uống rượu. Sau khi rửa xe xong, nhân viên gara để xe dưới lòng đường nên bị lực lượng bảo vệ khu đô thị Vinhomes khóa bánh vì họ cho rằng taxi đỗ không đúng nơi quy định. Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, Trọng lấy xe ra thì bánh ô tô bị khóa xịt lốp. Lúc này nhóm nhân viên bảo vệ, trong đó có anh Vũ Trung Dũng, 27 tuổi, nạn nhân vụ án, đến yêu cầu tài xế về văn phòng để làm việc. Trọng từ chối và cho rằng mình không có lỗi mà nhân viên gara ô tô mới là người đỗ xe. Lúc đó tài xế định lấy dụng cụ ra thay lốp nhưng toán bảo vệ ngăn cản nên đôi bên lời qua tiếng lại. Sau đó Trọng lái taxi đi tìm nơi để thay lốp thì anh Dũng và nhóm bảo vệ đi trên nhiều xe máy bám theo. Khi ra đến đường Biển Hồ, anh Dũng lái xe máy vượt lên. Phát hiện anh Dũng đi phía trước cùng chiều, Trọng đạp ga và tăng tốc xe lao về phía trước. Khi cách anh Dũng khoảng 1 mét, Trọng vẫn tăng tốc và tông trúng xe máy của nam bảo vệ. Cú tông khiến anh Dũng bị hất văng vào phía sau của một ô tô khác đang đỗ ven đường. Sau khi gây tai nạn, tài xế tiếp tục cho xe di chuyển rồi đâm vào cột biển báo. Cùng ngày, Trọng bị người dân giữ lại. Hậu quả vụ tông xe khiến anh Dũng tử vong do chấn thương sọ não, còn Trọng bị lực lượng công an kiểm tra và xác định có nồng độ cồn ở mức 0,454mg trên lít khí thở. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội trong bản luận tội đã đề nghị Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên phạt Trọng mức án tù chung thân về tội giết người. Trả lời xét hỏi, bị cáo Trọng cho rằng Viện Kiểm sát truy tố đúng nhưng nặng quá so với hành vi của bị cáo. Bị cáo Trọng phân trần và cho rằng, trưa hôm đó bị cáo có uống rượu nhưng không say, vẫn tỉnh táo. Trước tòa, Trọng khai lỗi để xe sai quy định là của nhân viên gara, nhưng bảo vệ không cho bị cáo lái xe đi, dù đã có trình bày. Tiếp đó xe bị xịt lốp, Trọng lấy dụng cụ ra định thay, xong bảo vệ ngăn cản. Bị cáo lên xe, lái ô tô đi tìm nơi để thay lốp thì anh Dũng và nhóm bảo vệ đi xe máy bám theo sau. Khi ra đến đường Biển Hồ ở huyện Gia Lâm, Hà Nội, anh Dũng chạy xe máy vượt lên dẫn đến va chạm với taxi của Trọng. Trọng khai và mong muốn hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo. Bị cáo không cố tình tông xe, chỉ là không xử lý kịp khi nạn nhân vượt lên. Trong lời nói sau cùng, bị cáo mong gia đình hiểu, tình huống lúc đó không ý thức được hành vi của mình nên gây ra mất mát lớn. Bị cáo xin lỗi và mong có cơ hội sớm trở lại xã hội để làm lại cuộc đời, khắc phục cho gia đình nạn nhân. Nam bảo vệ bệnh viện vừa bế vừa chạy kịp thời đưa một người bất tỉnh vào cấp cứu. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, trong khi người dân không khỏi cảm thấy tự hào trước tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ người trong hoàn cảnh ngặt nghèo của một nữ y tá bệnh viện Bạch Mai khi thành công cứu sống một du khách nước ngoài bị ngưng tim đột ngột, thì lại thêm một lần nữa cảm phục trước sự nhanh trí của bảo vệ bệnh viện Đa khoa Hùng Vương khi kịp thời đưa một người phụ nữ bất tỉnh vào cấp cứu. Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 7 tháng 4, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực sảnh chờ trước phòng tiểu phẫu của Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương Phú Thọ, nhân viên an ninh Ngô Hồng Phong đã phát hiện một người phụ nữ có dấu hiệu mệt lả, đột ngột ngất xỉu khi đang bế con. Ngay lập tức, nam bảo vệ bệnh viện đã bế người phụ nữ này chạy vào phòng cấp cứu. Các nhân viên bảo vệ khác hỗ trợ chăm sóc em bé. Tại phòng cấp cứu, các bác sĩ trực đã nhanh chóng cấp cứu và chăm sóc y tế cho nữ bệnh nhân. Sau đó bệnh nhân đã tỉnh và ổn định sức khỏe. Theo thông tin từ bệnh viện, nữ bệnh nhân này đang chăm sóc con trai. Chiều 7 tháng 4, con trai chị được làm thủ thuật. Trong lúc bế con vừa làm xong thủ thuật, người mẹ này thấy choáng váng, mệt lả và bất tỉnh. Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, tất cả nhân viên an ninh làm việc tại bệnh viện không chỉ được đào tạo kỹ năng, thể lực tốt để bảo vệ an toàn an ninh. Họ còn nắm bắt một số kiến thức y tế cơ bản có thể hỗ trợ nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà trong các tình huống khẩn cấp. Sáng ngày 8 tháng 4, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đã triệu tập kỳ họp bất thường để thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã làm quy trình miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và cho thôi nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Phan Việt Cường đang nghỉ chờ hưu, miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đương nhiệm đối với ông Lê Trí Thanh, miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đương nhiệm đối với ông Nguyễn Hồng Quang. Trong đó, ông Phan Việt Cường đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh theo nguyện vọng cá nhân. Còn ông Lê Trí Thanh và ông Nguyễn Hồng Quang đã có đơn tự nguyện xin từ chức sau khi bị Trung ương kỷ luật khiển trách và cảnh cáo. Kỳ họp cũng đã cho thôi chức danh ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với hai lãnh đạo sở đã nghỉ hưu và bầu bổ sung ông Bùi Ngọc Ảnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường vào ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Hà Nội chuyển mùa, tiết trời nắng nóng hơn, nhiều dòng sông ô nhiễm nặng, bốc mùi hôi thối. Đây là nỗi nhức nhối của người dân sống tại khu vực này. Ghi nhận của lao động tại sông Lừ, đoạn chảy qua phường Vương Liệt, quận Thanh Xuân, nước sông đen kịch, những mảng bùn nổi bền trên mặt nước là nơi trú ngụ của các loài ruồi nhặng, các cống thoát nước chảy ra liên tục, bọt trắng xóa. Tại là cái tình trạng của sông là rất là ô nhiễm, có những cái ngày nắng nóng là nó sực hết cả mùi lên, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân rất nhiều. Mùi nó bảy vào già khỏi chiều lắm, nhất là khi mà thời tiết thay đổi, đóng cửa hết rồi mà vẫn không chịu được, nhức đầu lắm, hát hơi thở mùi thường xuyên, người phải cái chỗ này. Tương tự tại sông Tô Lịch, rác thải cá chết nổi lên bền, bốc mùi hôi thối, cũng là nỗi ám ảnh của người dân sống theo tuyến sông này. Theo ý kiến của ông Hoàng là nó hơi quá, nước nó bẩn quá, thối hơn mọi thứ trên đời. Mình cảm thấy là thời tiết nó đang nóng lên, làm cái nước ở đây nó bốc lên những cái mùi rất là hôi. Để khắc phục tình trạng trên, chính quyền thành phố Hà Nội đã đưa ra nhiều phương án cải tạo. Ngoài việc xây dựng hệ thống thu gom nước thải tại sông Tô Lịch, sông Lừ, sắp tới thành phố Hà Nội sẽ lấy thêm nước sông Hồng để làm sống lại sông Tô Lịch. Hà Nội quyết tâm giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm, hồi sinh lại các dòng sông xanh đẹp gắn liền với văn hóa, lịch sử của thủ đô. Trên đồng muối ở huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, những ngày này dù đang bước vào vụ sản xuất nhưng không khí khá ẩm đạm, thời tiết thuận lợi, nắng tốt, năng suất làm ra muối nhiều nhưng giá cả thấp khiến các diêm dân nơi đây kém vui. Dưới cái nắng chang chang như đổ lửa, hàng trăm diêm dân vẫn bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, trên đồng ruộng muối bỗng rác để mưu sinh. Ông Nguyễn Văn Bình, ngụ ở thị trấn Tiệm Tôm, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre cho biết, làm nghề này, diêm dân luôn thấp thỏm trong trời nhìn đất. Ngày nắng, muối làm ra nhiều, giá lại hạ. Mưa nhiều ít nắng thì muối mất mùa, lại đẩy giá lên cao mà không có để bán. Vậy nên bao nhiêu năm, người làm muối vẫn cứ quanh quẩn với cái nghèo. Năm nay mà muối sao nó mất bên quá, thì không thể là coi như là sống nổi đó. Bây giờ là chính quyền coi như là làm việc nhiệm vụ, mà muối nó giá cả. Chứ nhiều khi thương lái đến đây cũng coi như có ít. Thì coi như là coi như họ mua giá nào thì người dân đây không biết là coi giá cả nó là chuẩn là không chuẩn. Thì thôi giờ cũng nhờ là coi như là nhà nước ra cái gì đó. Những ngày này, những diêm dân tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre đang tất bật lao động để làm ra những hạt muối dưới cái nắng cháy da, mồ hôi ướt đẫm áo. Thế nhưng, giá trị kinh tế mang hiệu quả không cao do giá muối giảm, đời sống diêm dân bấp bênh. Sau dịch sởi năm 2019 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh không ghi nhận ca mắc sởi nào. Tuy nhiên, với tỷ lệ bao phủ vaccine sởi năm 2022 và năm 2023 chưa đạt tỷ lệ 95% theo yêu cầu do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và gián đoạn vaccine trong những năm qua, tình hình dịch bệnh sởi có thể bùng phát trở lại. Trước tình hình đó, thì ngành y tế vẫn luôn xác định là chủ động phòng chống dịch bệnh, và đặc biệt là phòng chống dịch bệnh trong trường học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Tất cả các hoạt động phòng chống dịch bệnh trong trường học đều được triển khai thường quy và được giám sát dưới sự giám sát chặt chẽ của các trung tâm y tế quận huyện, trạm y tế phường xã và dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố. Đối với công tác điều trị tại các bệnh viện, để bố trí được cơ sở vật chất điều trị bệnh sởi với các dịch bệnh khác, bệnh viện đã sẵn sàng nếu có hiện tượng dịch chồng dịch. Thực ra sởi là do virus sởi gây ra thôi, thì cái đường lây của nó giống hệt như là đường lây của con COVID gì đó, tức là nó lây qua đường hô hấp. Và lây qua hô hấp như vậy thì cái khả năng lây lan của nó rất là nhanh. Và cái triệu chứng của thằng sởi thì thường nó sẽ là sốt cao liên tục. Và khi mà sốt cao liên tục vậy, đồng thời nó sẽ phát ban ra. Thường cái khu vực phát ban nó sẽ đi từ phía cổ phía sau này, bắt đầu nó lan xuống và nó lan ra toàn thân. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo, đối với những loại bệnh có vaccine phòng như vaccine sởi, người dân nên chủ động tiêm đầy đủ. Việc này nhằm hạn chế lây bệnh khi có dịch bùng phát. Dù còn hơn 20 ngày nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, nhưng chị Vũ Thị Yến, công nhân công ty FCC Việt Nam, đã tranh thủ thời gian sắp xếp quần áo để chuẩn bị về gia đình sau nhiều tháng lao động xa nhà. Chị Yến cho biết, dịp lễ năm nay công ty cho nghỉ 5 ngày, đây là khoảng thời gian rất quý báu của người lao động. Thì được nghỉ 5 ngày thì mình sẽ về quê với gia đình. Đó là một nghỉ ngày nghỉ dài. Về quê nó sẽ được, mình sẽ chuẩn bị cho các con chơi bời, sẽ được lâu hơn so với nghỉ 2 ngày. Nghỉ 2 ngày thì bình thường là hôm nay về, nghỉ một ngày xong hôm sau mình lại phải đi.
thời gian đi làm thì là nhiều mà không có thời gian nghỉ ngơi á. Thì là về nhà thì nếu mà được nghỉ dài thì là dành thời gian cho gia đình, bố mẹ, con cái sẽ là được nhiều hơn. Đồ đạc cũng sẽ sắp xếp từ hôm trước, hôm sau hết ca cái là mình vợ chồng con cái là về luôn bằng xe máy, về tranh thủ về càng sớm càng tốt mà kẹt xe mới là tắc đường. Cũng giống như chị Yến, nhiều công nhân lao động khác cũng đã lên kế hoạch cho dịp 30 tháng 4, 1 tháng 5 ngay sau khi công ty thông báo thời gian nghỉ lễ. Công ty cho nghỉ 4 ngày, đi làm chờ khá là lâu để mà được về vào dịp ngày lễ này. Đối với người ở xa như em thì sẽ mất phải mất 8 tiếng, quê em ở Nghệ An thì mất 8 tiếng đi xe về rồi ạ. Thì cái thời gian nghỉ như thế thì cả đi về thì nhà em cũng phải ít nhất phải mất 2 ngày. Dịp 30 tháng 4, 1 tháng 5 này mình có ý định được nghỉ 5 ngày, mình về quê thăm gia đình và đưa anh trai đi xuất khẩu lao động. Theo ghi nhận của lao động, hiện nay dù chưa công bố việc nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 chính thức, nhưng nhiều công ty đã có kế hoạch cho người lao động nghỉ lễ 4 đến 5 ngày. Việc linh hoạt bố trí ngày nghỉ phép giúp cho người lao động có thời gian nghỉ ngơi sau giờ làm việc cũng như giúp họ có động lực gắn bó lâu dài với công ty. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.